Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm chuyển đổi số của lãnh đạo, phổ biến kiến thức về công nghệ số, nền tảng số, dữ liệu số cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo cán bộ thông tin các sở ban ngành, quận huyện đã được nghe giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp và người dân các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về chuyển đổi số giới thiệu về kiến thức kỹ năng về đảm bảo an toàn thông tin đây là dịp để cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố cập nhật kiến thức về chuyển đổi số nắm bắt những khái niệm kiến thức nền tảng căn bản và bức tranh tổng quan về chuyển đổi số nhận diện những vấn đề mang tính chiến lược từ đó giúp hình thành tầm nhìn dài hạn cho phát triển chuyển đổi số ở mỗi cơ quan địa phương